Bạn giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn biển số xe đang đi, chính xác 100%, không cần phải đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xét theo quan niệm phong thủy học, phương Đông thì biển số xe không chỉ đơn thuần là những vật dụng vô tri, vô giác mà còn có tác động mạnh mẽ đối với con đường công danh, sự nghiệp cũng như tiền tài, danh vọng của chủ nhân. Đã có rất nhiều trường hợp một chiếc xe mang biển số xấu bỗng nhiên gặp phải tai bay, vạ gió giữa đường hoặc phải chịu những tình huống dở khóc, dở cười. Mặc dù không quá mê tín, nhưng theo quan điểm của thầy phong thủy Gia Cát, những con số có biển ô tô hoặc xe máy ít nhiều sẽ gắn liền với vận mệnh của chủ sở hữu. Nếu biển số xe hợp mệnh sẽ mang lại may mắn, tiền tài và công danh cho chủ nhân. Tuy nhiên, nếu biển số xe xấu có thể khiến chủ nhân tán gia, bại sản, thân bại, danh liệt. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu về mẹo xem bói, luận đoán ý nghĩa hung cát của biển số xe ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của biển số xe là gì. Giống như với con người thì biển số xe được ví như cái tên riêng để phân biệt giữa những chiếc xe trên thị trường, là thông tin để nhận biết chúng có nguồn gốc từ đâu, từ tỉnh, thành phố nào. Và đối với người mua xe thì còn xem nó mang một ý nghĩa lớn về tài vận. Theo phong thủy nên cần được xem xét kỹ lưỡng và tính toán trước khi đăng ký biển số xe ô tô hoặc khi mua lại xe. Nhất là khi ô tô có giá trị không hề nhỏ lại càng cần được xem phong thủy biển số xe ô tô kỹ càng. Để sở hữu một biển số xe ô tô đẹp và hợp phong thủy, vận mệnh của chủ thì những người mua ô tô đã phải bỏ không ít công sức để tìm mua và thậm chí tìm đến các mối quan hệ rộng để sở hữu được đúng như ý. Đặc biệt là với những người làm bên lĩnh vực buôn bán, kinh doanh thì quan niệm của họ về biển số xe hợp vận mệnh lại càng quan trọng. Họ tin vào sự may mắn về tài lộc mà biển số xe trong phong thủy sẽ mang lại. Nhưng cũng có đôi khi, quan niệm về biển số xe đẹp chỉ đơn giản là chúng sẽ ghi nhớ. Tùy theo quan điểm riêng sẽ có cách nhìn nhận riêng về tầm quan trọng của xem biển số theo phong thủy. Xem biển số xe dựa theo quẻ dịch. Xem số quẻ dịch với 64 quẻ sẽ cung cấp đầy đủ ý nghĩa các con số trên biển xe. Chỉ cần so sánh và đối chiếu với các quẻ dịch, bạn sẽ tra được biển số đấy có hợp mệnh của mình hay chưa để sớm có thể hóa giải hoặc lựa chọn đổi xe có biển cho hợp mệnh khi có điều kiện. Bởi như bạn đã biết thì một quẻ dịch theo biển số xe có ý nghĩa tốt sẽ khiến bạn được an tâm và dự báo những điều tốt trong tương lai cho chủ xe. Xem biển số dựa theo ngũ hành. Dựa vào ngũ hành để xác định ý nghĩa của các con số trên biển xe ô tô. Theo đó, mỗi số trong biển sẽ được quy ra là một hành, từ đó sẽ dựa theo quy luật tương sinh, tương khắc để xem biển số có hợp với mệnh mình hay không. Đồng thời, dựa vào mệnh trong ngũ hành sẽ cho bạn biết cả là màu xe thích hợp với bạn để có thể lựa chọn được trọn vẹn. Bởi theo màu sắc hợp mệnh sẽ giúp vận hành được an toàn, trơn tru và ngược lại, khi khắc mệnh sẽ dễ gặp phải nhiều chuyện hao tốn tiền của. Công thức xem biển số xe hợp phong thủy, vận mệnh. Một phương thức xem biển số xe hợp phong thủy đã được các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ lưỡng và tốn rất nhiều công sức. Hiện nay, phương thức xem xe kiểu này thường được mọi người sử dụng rộng rãi để xác định khi lựa chọn mua ô tô. Cách tính theo công thức là lấy 4 chữ số cuối của biển số xe, nếu là biển 5 số thì lấy cả 5, sau đó chia số đó cho 80. Được số nào đó sẽ bỏ đi phần nguyên và lấy số dư phía sau nhân với 80. Kết quả sẽ cho ra một số từ 1 đến 80. Sau đó, hãy dựa vào bảng bên dưới để tra xem biển số xe đã đẹp và hợp mệnh hay chưa. Trong đó, màu đỏ sẽ biểu thị cho cát là tốt, còn đen là biểu thị cho hung là xấu. Ví dụ, về tra một biển số xe ô tô cho các bạn sẽ hình dung.
Nếu có biển số xe ô tô 5 số là 10176, lấy 10176 chia cho 80 bằng 127,2, sau đó trừ đi phần nguyên, tức là 127,2 trừ 127 bằng 0,2, rồi tiếp tục lấy 0,2 nhân với 80 bằng 16. Ý nghĩa của biển số xe này là quý nhân hỗ trợ. Số tứ quý và ý nghĩa của chúng. Thứ nhất, biển tứ quý 1. Theo dân gian, số 1 là căn bản của sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới một sức sống mới cho mọi người. Số 1 tuy là số nhỏ, nhưng trong thực tế, cuộc sống số 1 lại là lớn nhất, độc nhất, cao nhất. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao, tối thượng, độc nhất, không ai có thể sánh bằng. Số 1 còn đại diện cho những người tiên phong, những nhân tài xuất chúng. Số 1 cũng là tiêu biểu cho sự thông minh, sáng tạo, một ý chí sắc bén, mạnh mẽ, tượng trưng cho nguyên lý căn bản của đời sống. Vốn dĩ số 1 đã là rất đẹp, với những quan niệm trong việc chọn biển số xe tứ quý 1 để tạo ra sự may mắn, không có gì là lạ. Thứ hai, biển tứ quý 2. Trong các quan niệm xưa, số 2 là con số tượng trưng cho một cặp, một đôi, là con số của hạnh phúc và điều hành thuận lợi cho những sự kiện. Số 2 là địa thiên thái, chỉ thời vận hanh thông, vạn vật được khai mở phát triển, phúc lành đang đến, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 2 còn tượng trưng cho lòng tốt, sự cân bằng, tế nhị, ổn định và tính hai mặt. Số 2 thúc giục chúng ta lựa chọn dựa vào những phán đoán của bản thân. Khi con số này có thể ám chỉ ngã ba của đời, những nơi bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng. Biển số tứ quý 2 mang đến thông điệp: hãy dũng cảm, hãy lựa chọn, đừng sợ phải hành động, hãy tự tin đưa ra quyết định về một vấn đề quan trọng của cuộc đời bạn. Thứ ba, biển tứ quý 3. Con số 3 có nhiều quan niệm khác nhau. Người xưa thường dùng các trạng thái, hình thể gắn với con số 3 như Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới, Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai. Số 3 được gắn liền với một định lượng giới hạn rất có ý nghĩa và cũng là con số chỉ số lượng những thứ cao quý, lễ nghi hay niềm mong ước. Số 3 vì thế được coi là con số thần bí. Những luận giải về con số 3 lại một lần nữa khẳng định tất cả những con số đều chứa đựng những bí ẩn thật thú vị. Số 3 là con số vững chắc như kiềng ba chân. Người Trung Quốc có câu 3 với 3 là mãi mãi, bất tận và là biểu tượng của sự trường thọ. Do đó, biển tứ quý có chiều 4 số 3 lại càng thể hiện sự đồng thuận với cấp độ cao hơn. Thứ tư, biển tứ quý 4. Số 4 là con số linh thiêng. Trong dân gian Việt Nam, số 4 lại được sử dụng khá nhiều, tượng trưng cho những nhận định. Nó là bốn phương của la bàn, đông tây, nam bắc, bốn mùa trong năm, xuân hạ, thu đông, bốn yếu tố cấu tạo của vũ trụ, đất khí, lửa, nước. Đây cũng là bốn điểm để tạo khối tứ diện. Số 4 tượng trưng cho sự cứng rắn, toàn diện và ổn định. Số 4 nhắc nhở bạn tạo dựng nền móng vững chắc cho cuộc đời mình. Người Trung Quốc thường không thích số 4, nhưng nếu không sử dụng số 4 thì không có sự hài hòa chung, như trong âm dương ngũ hành có tương sinh mà không có tương khắc. Với những quan niệm trên thì số 4 không phải là con số xấu theo quan điểm của người Trung Quốc. Ngược lại, nó là con số đem lại thuận, tốt lành cho chủ nhân của nó. Tập hợp con số 4 trong tứ quý, 4 chắc hẳn sẽ khá hoàn hảo. Thứ 5, biển tứ quý 5. Số 5 còn là số vua thuộc hành thổ, màu vàng, là số trung tâm trong hệ số đếm. Nó là số của những người quyền quý, của sự thăng tiến và sinh sôi. Số 5 có ý nghĩa huyền bí, xuất phát từ học thuyết ngũ hành. Mọi sự đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Là cuộc sống có ngũ phúc, phú, quý, thọ, khang, ninh. Ai cũng mong mình có được phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Nếu như số 5 đứng cùng nhau như trong biển tứ quý 5, thể hiện được ước vọng về sự hòa hợp, bình an, sinh sôi, làm việc gì cũng thuận lợi và tiến đến vị trí cao nhất. Số 5 là con số của đời người, thể hiện sự bình yên, hạnh phúc. Với những quan điểm trên, con số 5 thực sự là con số đẹp. Tập hợp con số 5 trong biển tứ quý 5 sẽ khá hoàn hảo. Số 6, biển tứ quý 6. Trong việc luận số, người ta coi số 6 là đẹp,
bởi trong cách đọc của Hán Nôm, số 6 đồng âm với lộc. Vì vậy, số 6 là biểu tượng của lộc, là tiền lộc, vàng lộc. Số 6 theo người Trung Hoa đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó. Vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người, số 6 là số lộc, thì lối viết số 6 với một nét cong vào thân, như ý, lộc sẽ luôn vào nhà. Số 6 cũng rất có ý nghĩa với người phương Tây. Họ cho đây là con số biểu tượng của sự kết hợp giữa lửa và nước, biểu tượng của sự không ngừng, nỗ lực, con số của tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Thứ 6 là ngày Chúa giáng, nên số 6 còn là số ngày sáng tạo trời đất, là con số của sự sinh sôi, nảy nở. Thứ 7, biển từ quý 7. Theo quan niệm phương Đông, số 7 là con số có sức mạnh kỳ diệu, nó tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ, nó được ban cho một sức mạnh kỳ bí, bất khả xâm phạm. Theo đạo Phật, số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong tháng 7 âm lịch, tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất. Loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người. Biển từ quý 7 ngoài độ đẹp về sự trùng lặp của con số, của sức mạnh, còn được dân sanh số suy luận thành tứ thất, nghĩa là bốn mùa không mất. Thứ 8, biển từ quý 8. Theo quan niệm phương Đông, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn. Con số biểu hiện tốt lành này là 8 điều bất tử trong đạo lão và bát chánh đạo trong Phật giáo. Số 8 còn là con số âm tận cùng, vì là con số tận cùng trong dãy số 2, 4, 6, 8. Theo quan điểm cùng tắc biến, biến tắc thông, khi con người bị vùi xuống tận cùng bế tắc, để tồn tại chỉ còn con đường duy nhất là phải đứng lên. Chính vì vậy, con số 8 đối với người phương Đông đều biểu hiện cho sức mạnh tiềm tàng và sự trỗi dậy mạnh mẽ, một sự chuyển biến tốt lành. Thứ 9, biển từ quý 9. Xét về ý nghĩa và độ may mắn, an toàn mà biển từ quý mang lại, biển từ quý 9999 được xếp vào hạng số 1. Tiếng Trung Quốc, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn là con số 9, hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Về đến Việt Nam, số 9 được luận là cửu là 9, tứ cửu là cứu tử, là trường thọ. Bên cạnh đó, tổng từ quý 9 cũng ra số cuối đuôi là 6, lộc. Vừa trường thọ, may mắn, vừa lộc nên sim từ quý 9 luôn được rất nhiều người quan tâm. Số 9 là con số của hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu đẹp đẽ. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh của sự viên mãn, tràn đầy. Số 9 phản ánh sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo. Nó thúc giục ta nhận ra những đặc tính bên trong của mình, mở rộng khả năng này ra bên ngoài để tạo nên sự khác biệt, tích cực, gây ảnh hưởng tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.